Chương trình có sử dụng các bài hát của các nhạc sĩ, các trích đoạn thơ của các nhà thơ Việt Nam và tư liệu của đồng nghiệp. Sau đây, chương trình nghệ thuật với chủ đề Mường Thên hội tụ và phát triển xin phép được bắt đầu. Mường Thên nghĩa là bầu trời, là vùng đất mang đậm màu huyền thoại. Tương truyền đây là một trong những nơi phát tích của tổ tiên con người, cũng là nơi chứa đựng truyền thuyết khai thiên lập địa gắn với tín ngưỡng tâm linh ngàn đời của dân tộc Thái. Chú quận họ nghĩa đi ngon đời này nhưng không học quan câu chưa học cả thế mà xuống lòng đầu tiên xưa năm mưu kỳ say vọng xuống lòng trông tỏ quan câu chưa học cả tay tông đi đi nặng cuộc bạc sứ quan câu tay mưa lại hôn sỏng hôn các biệt đó để nghe đi thú lúc thì đại té thâu té lại pha các điều rú cầm kỳ hoa kẻ thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Từ xa xưa, trời và đất chỉ cách nhau vài sải tay, nối liền bởi cái thang làm bằng tre sáng rừng, tiếng Thái gọi là khâu cát, đặt tại Uva. Vì lẽ đó, Uva được coi là đất thiêng, là nơi giao thoa giữa cõi trời và cõi người. Thần tiên thường xuống cõi trần vui chơi, và con người cũng hay lên cõi trời thăm những người thương yêu đã khuất. Uva. Uva, Uva, mặt hồ biển xanh lung linh nắng tỏa, ngẩn ngơ mấy chiều. Câu chuyện huyền thoại Uva kể về tình yêu nồng nàn của hai vợ chồng. Giữa hai người vợ không hề mất sớm, phải về cõi trời, cõi thiên. Ngày ngày người chồng thương nhớ, thường lên trời chơi với vợ. Mặt mưa lạc vào bến thiên, lao sao mặt hồ gần sóng. Tìm ai trong cõi mộng mưa, nhìn mặt hồ nước lăn tăn. Trời mây gợi nhớ về huyền thoại xa xưa. Uva tiên nằm trong nơi dù nằm vào giấc mơ ngọt ngào. Uva trên cặp núi sông đôi chàng trai ngủ bên này bên kia. Người vợ được chia sẻ nỗi đau nhưng hết mực lo lắng nếu đứa con thơ dại mà cần sự chăm sóc nuôi nấng của cha mẹ ở cõi trần. Mặc dù vợ nhiều lần khuyên nhủ trong lúc than
nhưng người chồng vẫn bỏ bê công việc, tưởng vườn và con cái. Nước mắt nhạt nhòa, thương nhớ, lo lắng vẫn còn in dấu. Người vợ đã dùng tay chặt đứt than dây câu kết. Và thế là từ đó tách biệt phân ly giữa hai cõi tiên trần. Cây đa nhà trời hùng vĩ đổ xuống nơi đây, tạo thành hồ U Van linh thiêng. Hồ không chỉ là dấu tích nơi tiếp giáp giữa đất và trời, mà còn là nơi hội tụ hồn người Thái trước khi về với mở trời, về với thế giới của tổ tiên. Ngàn mưa lạc vào bến tiên, lao sao mặt hồ gần sóng, tìm mãi trong cõi mộng mơ, nhìn mặt hồ nước lăng tăn. Gặp em trong cõi mộng mơ, đôi mắt em vơi vời, hồ xanh xanh biết trời mây, gợi nhớ về huyền thoại xa xưa. U Van tiên nằm trong nỗi, du nàng vào giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào. U Van trên cặp núi sông đôi, chàng trai ngủ bên này, bên kia nàng. Kể từ khi tạo thành nước và đất, tạo thành bảy vùng đất, tạo thành núi ba ngọn, tạo thành chín dòng nước, tạo thành cửa đà thao. Trong tâm niệm dân tộc Thái, lịch sử luôn thấm đẫm một màu huyền thoại. Bên bếp lửa hồng bập bùng sưởi ấm nếp nhà sàn, từng câu chuyện kể bản lùn được các bậc cao niên thâm trầm kể lại cho đời đời con cháu.
thể như những áng sơ ký ca về cội nguồn, về đất và người, để tạo nên vùng đất thiêng nhất thanh nhì lò tam thanh tứ tất. Bao đời thủ lĩnh bản Mường đã hội tụ lòng dân, quật cường đem hương mở cõi, định đoạt sang sơn, máu đào thắng đất, nghĩa khí ngút trời, ba quân một dạ.
cùng những tình cảm vô bờ đối với các nghĩa sĩ đã ngã xuống mảnh đất Mường Thanh. Cộng đồng các dân tộc Thái thường tổ chức lễ hội Sen Mường để tưởng nhớ công đức với các bậc tiền bối, với các thủ lĩnh đã có công đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khai sơn lập địa, dựng bản, dựng Mường. Đây là sinh hoạt văn hóa tâm linh lâu đời và có sức sống lâu bền, chứa đựng những triết lý nhân sinh về phong tục tập quán, tín ngưỡng bản địa, thể hiện khá rõ nét đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Hỏi cho lại sĩ chánh pha mà bốn đính, cho lại thánh hiến, cho lại của quán tử tinh, cho lại phủ tránh bản đa mương, té cốc khẩu cầu cú đan căm, nhân chém ma hà lại cái nhớ to dũng xuống đường to hán, cùng cái tin là khá cái ti dân măng, đắp cái to bò mày, xảy cái to bò hóm, đầu khá chèn kín ngay, đầu khá chén kín đi, năm tổng ăn không bánh, năm cánh ăn không chép, họ ép nói kín nón bắn mắn, cấp cấm khó hay khó na, cấm khó na khó ón, họ sau nón khó sơ, bồi ọt bổng sẵn lắm thí kín bán, chân dũng bốn dũng bán kín chép, nhô mưu của mùa xó mây, chậu pha, chậu đín, diễn sáng hở đi lại, cây sáng hở đi bến, thái mà, ca mán, xung đu đại tiến quán, xung lán hở lắc ngon, tánh lá mình mương mất nả, đến ơ. Của tạo Mường, tổng tộc con cháu lạc trường mà còn gửi gắm khát vọng, niềm tin linh thiêng và sự biết ơn của bà con dân Mường với đất, với trời. Qua đó cầu mong cho mưa thuận gió hòa, bản Mường thái bình, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc. Ngoài ra tên Mường còn là dịp để cộng đồng vui hội, trai gái trao duyên để sắc màu văn hóa phô diễn và hòa quyện đầy tinh tế vào cảnh sắc.
bé yêu ngủ đi em. Xưa thời một ngày bắt đầu từ buổi ban mai, sự sống bắt đầu từ mầm non tươi khô mới lúa. Bản đời bình yên lắng đọng trong vòng tay ấm áp của gia đình và những lời du hồi đầm thắm trữ tình. Ngày mới tinh khôi mang tín hiệu cho những mùa yêu thương an lạc, làm cho bàn tay của các cô gái thêm thương thêm hoa để dệt thêu lên những chiếc khăn tấm áo, làm cho bản mường thêm màu cuộc sống. Là vật dụng riêng tư nhất của các cô gái Thái. Chiếc khăn piêu được thêu thùa rất cầu kỳ, thể hiện sự khéo léo tài hoa của mỗi cô gái, được dùng như tín vật tình yêu. Trai gái yêu nhau nhờ chiếc khăn piêu nói hộ lòng mình. Với mỗi đời người, năm tháng tuổi thơ sẽ là thứ vốn quý, trở thành trải nghiệm đời đời từ một thế giới tươi đẹp, trong sáng. Đó là những nếp nhà sàn nhanh nhanh trong khói bếp, là những con nước mùi tinh túy từ núi đổi về cho sự sống sinh sôi, là tiếng mõ trâu miệt mài lên nước sớm, là những bậc cầu thang dẫn lối về. Từ trong tiếng cười tuổi thơ, những người con gái lớn dần ra qua khung cửa tự tơ, những người con trai lại thấy trong tay cải ruộng vững chanh băng rừng. Họ sẽ được tiếp thêm niềm tin vào bản thân lao động của chính mình và cùng hướng về những giá trị đích thực của cuộc sống. Bye-bye.